Xin chào các bạn. Video này sẽ cho các bạn xem những cái con rệp giường mới nở hút máu như nào. Thì ở đây thì những con này nó đã hút máu no rồi các bạn nha. No rồi và kích thước của nó rất là nhỏ. Ở đây thì mình có một cái tâm xỉ răng như thế này. Đó. Và kích thước của nó chỉ bằng cái đầu tâm này hơn một xíu thôi các bạn thấy chưa? Rất là nhỏ nha. Và giờ để cho các bạn dễ theo dõi thì mình sẽ zoom to nó lên để cho các bạn xem thử một cái con rệp giường nó như thế nào nha. Đây là những con nhỏ nha, còn những con lớn thì các bạn sẽ xem trong những video mới. Và một tí nữa thì mình sẽ bắt một con lớn mình thả vô đây để cho các bạn xem được cái kích thước của nó sẽ lớn như thế nào khi mà nó trưởng thành nhé. Đây các bạn, các bạn có thể nhìn thấy một con trưởng thành và một con nhỏ thì nó khác nhau rất nhiều về mặt kích thước đúng không? Cái con nhỏ thì nó chỉ bằng cái đầu của cái con trưởng thành thôi. Và bây giờ mình sẽ phóng to nó lên để cho các bạn xem nữa nha. Này. Này, các bạn thấy chưa? Đó, đây là một con trưởng thành, còn một cái con nhỏ thì các bạn thấy ha, rất nhiều nhiều con với những cái ngày tuổi khác nhau ha. Mình sẽ to lên một xíu nữa nè, mình đang phóng lên ở chế độ 3x thôi nha, 3x thôi, bây giờ lên là 4x nè. Này, ở chế độ 4x thì các bạn thấy rõ hơn đúng không? Có thể thấy được kể cả những cái râu ở trên đầu của nó, thấy chưa? Đó, rất là to ha, nó đang vuốt râu nữa nè, con lớn nè. Đây thì cái dòng này khi mà thấy ánh sáng thì nó sẽ bắt đầu di chuyển ha, các bạn thấy nó vuốt râu đó. Đấy. Đấy, còn một con nhỏ thì nó chỉ như thế này thôi, kích thước của một con nhỏ này. Do vậy mà các bạn thấy là trong quá trình mà nó sinh sản và nó phát triển ấy, thì nó gia tăng kích thước rất là nhiều ha. Đó, nó vuốt râu nữa. Râu nữa và nó sẽ lột xác nha, lột xác để mà trưởng thành, để mà lớn hơn ha. Đây, những cái con mà đã hút máu rồi thì các bạn để ý nè, đây nè, nó có đen hết ở phía sau cái phần lưng của nó, chứng tỏ là nó đã no máu rồi nha. Những cái con này là những con đã no máu rồi, nó hút no rất nhiều. Đây, thì đây là một trong những cái vỏ của nó này các bạn này. Đây, các bạn thấy ha. Đây nè, nó sẽ lột vỏ ra. Lột vỏ ra và nó sẽ lớn, thì cái này là cái vỏ của nó nha, chứ không phải là con nha. Đây, cái này những cái vỏ này, trong quá trình phát triển nó sẽ lột vỏ ra, nó giống như là cái dạng rắn các bạn, nó lột vỏ ra thì nó mới lớn lên được nha. À. Và một cái vòng đời của nó thì nó lột vỏ rất là nhiều lần. Này các bạn xem lại nha. À, đẹp chưa? Kích thước của nó là chỉ bằng cái tâm này thôi, những cái con mà mới nở ra các bạn, mới nở ra thì đây kích thước nó rất nhỏ nha. Đó, đang làm quen với nhau nữa này chứ, đang nói chuyện với nhau nữa này, hai con này đang nói chuyện với nhau nữa mới ghê chứ. Đấy, còn những cái con này thì nó ngại nó chui lên đây. Những cái con này thì nó kỹ ánh sáng lắm nha, nó hoạt động về đêm thôi và nó chích cắn người chúng ta cũng về đêm thôi. Đấy. Và cái con rệp này khi mà nó bị ngửa ra thì nó không có đứng dậy được nên rất khó để mà nó lực lại được, cái giống con rùa các bạn. Đấy sao còn để đứng vuốt râu. Đấy, trong quá trình sinh sống thì nó sẽ thải ra cái phân nó như thế này. Các bạn ha, những cái chấm đen đen nhỏ nhỏ này. Chỉ bằng cái đầu tâm này, cái con này cái con nhỏ xíu nó ị ra này, bằng cái đầu tâm đây này. Đấy. Và cái con này thì cái kích cỡ này là gần như là tối đa rồi các bạn thấy ha. Con trưởng thành này, con đực trưởng thành này. Đó. Thì nếu mà phóng nhỏ lại theo đúng cái kích thước của nó thì nó chỉ có bao nhiêu đây thôi các bạn. Các bạn thấy ha, kinh khủng ha. Rồi, mình xin tạm dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mình nghĩ là qua video này thì các bạn sẽ biết được cái con rệp giường là nó như thế nào, con nhỏ như thế nào, con lớn như thế nào. Cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn thích thì có thể để lại comment bên dưới video nhé. Xin chào.